Rồi, là xong, vậy là xong một cái lồng bẫy chuột tiên tự động với kích thước này là 33 phân này, 33 này là 50. Làm một cái lồng bẫy chính khuyên thì ta có những cái vật liệu như này, nhất là lưới này. Lưới này là 1 mét, chỉ cần 1 mét lưới mét vuông nhá. Cái này là 1 mét dài và khổ cũng là 1 mét. Dây thép 1,5 lít và dây rút, vậy dây rút nhỏ này, một số dây rút. Cái dụng cụ thì kìm, kéo, mẹ thước. Sao ấy? Rồi bây giờ ta tiến hành vào làm nhé.
Rồi, bây giờ thoát cái bật lại ở đây. Rồi cho quả đối trọng ở đây, chưa thổi được lên đấy, khi nhẹ cái thì mình sẽ bật xuống đấy. Ok rồi. Chắc ở đây nhé, nó tuột. Rồi, rất là nhẹ nhàng. Mình chim đậu ở đây, cái là lật thôi. Yeah. Rất là ngon nhẹ.
là xong một cái lồng 70 tiền tự động với kích thước này là 33 phân này, 33 này là 50 về đây nè hai. Thế còn cái tầng dưới cùng thì cho nước, dưới cùng cho nước này, một cống nước và cũng có một cống một ít thức ăn sâu, cho sâu, sâu rồi cho tí cám tăng trọng vào để cho sâu nó ăn, để cho nó sống được lâu. Đó. Và bây giờ là đi mang đi treo, mang treo của bãi, không biết có hiệu quả hay không đây. Lồng bẫy chim sâu tự động.